Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình anh đang ở 241 đường Hoàng Văn Thụ và ở Lý Đông Việt. Thì mình có nhận được một số thông tin các bạn thắc mắc về sự khác biệt giữa HTC One X AT&T và HTC One X bản quốc tế. Thì thông qua video này mình sẽ nói cho các bạn sự khác biệt của hai chiếc máy này. Ở thiết kế bên ngoài thông thường thì chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt của chiếc máy qua phần logo của nhà mạng AT&T, thì nó đã thay thế cái logo của HTC. Và mặt sau và thiết kế bên góc bên trái của máy thì vẫn giống y chang nhau, vẫn là một cái cổng sạc micro USB, và góc bên phải là một cái phím tăng giảm âm lượng, ngoài ra không có phím gì khác. Phần sau vẫn là một camera 8 megapixel và đó là một camera lồi, và không có sự khác biệt gì ở phần sau và phần trên. Vẫn sử dụng SIM micro SIM như thông thường. Sự khác biệt của hai chiếc máy này được nằm bên thể hiện rõ ràng nhất khi nằm bên trong máy. Ở cái giao diện thì chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt, nhưng mà khi có nhờ ở trên chiếc HTC AT&T này thì phần menu của nó sẽ thể hiện một số ứng dụng của nhà mạng như là AT&T Code hay là AT&T Family Map. Ở phiên bản quốc tế thì những ứng dụng này đã không còn và nó được loại bỏ đi. Cả hai chiếc máy đều sử dụng hệ điều hành Android là 4.1.2, hiện nay là cao nhất trên dòng HTC, và mình nghĩ nó sẽ được nâng cấp lên trong thời gian gần đây. Tiếp theo thì ở nhà mạng AT&T cho phép chúng ta hỗ trợ băng tần 4G. Vì vậy, máy sẽ cho phép hỗ trợ LTE 4G thông thường. Nhưng ở cái bản ROM stock do nhà mạng AT&T phát hành thì sẽ không có cái phần chọn giữa 2G hay là 4G hoặc là 3G như là trên chiếc HTC One X bản quốc tế. Sẽ không có sự khác biệt gì nhiều nếu mà các bạn nhìn sơ qua. Nhưng nếu mà ở trong một cái màu khác biệt ở trên cái màn hình, ví dụ như là màu trắng trên trình duyệt web, thì chúng ta có thể thấy được rằng trên cái máy HTC AT&T này nó sẽ cho một cái màu trắng hoàn hảo hơn và đỡ vàng hơn nhiều so với lại trên HTC One X quốc tế. Nhưng mà do mình đã xài một số máy và mình khá là thích cái màn hình có cái độ vàng, nó sẽ cho mình coi video có vẻ sắc nét hơn, những cái màu sắc nó sẽ đậm đà và chắc chắn hơn. Thì đó là những cái phần mà gọi là quan trọng nhất của trên một chiếc máy thông thường. Còn tiếp theo thì về bên trong, theo thông tin mình được tìm hiểu thì chiếc HTC AT&T này nó sử dụng một cái chip Snapdragon S4 và 2 nhân RAM 1GB, và duy nhất chỉ có một phiên bản 16GB và không có sự lựa chọn phiên bản khác. Còn ở trên chiếc HTC One X bản quốc tế thì nó cho phép chúng ta sử dụng một chip 4 nhân của Nvidia Tegra, và chip này sẽ cho phép chúng ta thao tác di chuyển hiệu ứng trên máy và lướt một hơn nhiều so với trên chiếc AT&T thông thường. Vâng, các bạn có thể thấy. Và trong khả năng chụp hình đó, thì mình sẽ cảm giác được sự khác biệt ngay tức khắc. Đó là do cái chip 4 nhân nó sẽ làm cho trên chiếc HTC One X bản quốc tế này nó chụp có khả năng chụp nhanh hơn nhiều so với một cái chiếc HTC One X AT&T. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một số cái ứng dụng trên game trên hai chiếc máy này. Nếu mà bạn sử dụng những cái game nặng như là Mortal Kombat, Nova 3, Alpha 7 hoặc là FIFA hoặc là PES, thì chúng ta nên sử dụng chọn những sản phẩm của AT&T, bởi vì trên chip mới nhất, trên chip S4 2 nhân của HTC này, nó cho phép chúng ta tiết kiệm pin được một chút và nó cho phép chúng ta chạy mượt mà hơn những cái ứng dụng có cạc đồ họa cao hơn nhiều. Trong khi nếu mà các bạn chỉ sử dụng để nhắn tin và nghe gọi thì các bạn cần sự mượt mà trên màn hình cảm ứng, thì trên chip HTC One X này 4 nhân Nvidia nó đã cho chúng ta được điều đó. Và phiên bản của chiếc HTC One X này nó cho chúng ta thêm sự lựa chọn, đó là phiên bản 32GB. Nó không có duy nhất một phiên bản 16GB như trên chiếc HTC AT&T này. Và mọi thứ gần như là giống nhau, và chúng ta có những cái đèn LED phía trên và những cái phần loa vẫn là vỏ thiết kế polycarbonate. Mình có một lời khuyên cho các bạn thì nếu mà các bạn tới Di Động Việt ở 241 đường Hoàng Văn Thụ, các bạn có thể trải nghiệm được hai sản phẩm này và các bạn sẽ có thể chọn cho mình một sản phẩm tốt nhất, và nhân viên sẽ cho tư vấn và hỗ trợ các bạn biết tất cả mọi thông tin về máy. Xin cảm ơn các bạn.